Gắn gắn gắn. Mở cửa, mở cửa. Dạ. Tôi vô đi vào. Rồi, chạy đi tài xế. Rồi, bệnh viện Từ Vũ. Chúng mẹ chồng con vuông nghe vợ. Mày đẹp đẻ. Ơi, Tèo. Quên. À, tôi là chồng mà. Chồng là phải kế bên vợ. Vợ đẻ là chồng phải có mặt kế bên chứ. Xem chứ mà bỏ em đi. Ai đi vô xe lẹ lên. Mệt quá. Rồi đi. Khoan. Gì nữa? Khoan. Anh Tiến, ra đi em nói cho. Gì? Nhanh lên. Gì? Rồi vô. Khoan Tiến, nghe à. Em anh nó đem 2, 3, mình đóng cửa cho đều cho đẹp nha. 2, 3. Vợ, có khi nào đẻ con ra cái con nó lớn lên nó chững chặt trước anh luôn không vợ? Rồi anh kêu nó bằng gì ta? Không lẽ anh kêu nó bằng anh? Ở mà hôm đó tao tại đừng có chạy vô bệnh viện chạy hẳn ra bờ sông đi. Người ta nói đẻ tự nhiên tốt hơn anh Tiến. Đẻ mà đẻ dưới nước là vừa đẻ ra con mình biết bơi luôn anh Tiến. Ủa vậy lỡ mình đẻ trên núi rồi mới đẻ ra con mình biết leo núi hơn anh Tiến? Ồ vậy ai đẻ trên máy bay chắc nó thành phi hành gia.